đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức Showbiz nổi bật nhất trong ngày. Miss Grand Thái Lan bất ổn, đương kim hoa hậu đang bị bóc lột. Vụ việc Hoa hậu Hòa bình Thái Lan phải lao động quá sức đến nỗi fan của cô ấy cảm thấy bức xúc đang trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Mới đây, một bộ phận người hâm mộ của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Engfa Waraha, đã tố Chủ tịch Miss Grand Thái Lan, Mr. Nawat đang bóc lột tên tuổi của người đẹp này quá mức vì cô phải làm việc liên tục với hàng loạt hợp đồng do vị chủ tịch đem về. Điều này dẫn đến fan của cô ấy cảm thấy bức xúc vì thần tượng không được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình Miss Grand International diễn ra vào tháng 10. Đứng trước những chỉ trích của fan dành cho ông Nawat, Engfa Waraha đã phải livestream để lên tiếng về vụ việc. Cô yêu cầu mọi người đừng tấn công tổ chức hay riêng cá nhân ông Nawat vì tất cả chỉ là hiểu lầm giữa đôi bên. Cô cho biết sẽ gặp riêng Chủ tịch Miss Grand Thái Lan để làm rõ vụ việc, tránh khiến mọi thứ đi quá xa giới hạn. Mỹ nhân sinh năm 1995 nói thêm, cô rất trân quý tình cảm của khán giả dành cho mình và hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt vai trò hoa hậu cũng như hành trình tại Miss Grand International sắp tới. Engfa Waraha được xem là Hoa hậu Hòa bình Thái Lan có mức cách xê khủng trong lịch sử nha sắc. Chi phí trình diễn trong 1 giờ của cô nàng có giá 700.000 baht, tương đương 500 triệu đồng. Trước khi đăng quang vị trí cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, cô được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng, từng góp mặt và gây ấn tượng trong cuộc thi The Voice. Sắp tới đây, cô sẽ đại diện quê nhà tham gia tranh tài tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 được tổ chức tại Indonesia. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.